Xin kính chào quý vị và các bạn. 7 ngày tới, những cơn mưa ở miền Trung sẽ giảm nhanh, trời nắng nhiều hơn, còn khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì nắng mạnh ban ngày, những cơn mưa có trăng sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối trên diện hẹp. Dự báo ngày mai khu vực Bắc miền Trung chủ yếu là mưa nhỏ, giữa trưa mức nhiệt cao nhất tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Đông Hà vào khoảng 26 cho tới 28 độ khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận từ ngày mai mưa sẽ giảm nhanh, thay vào đó nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Dự báo nhiệt độ tại các thành phố từ Đà Nẵng tới Phan Thiết cũng tăng từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay, cao nhất sẽ đạt 28 cho tới 32 độ. Quảng Bình trong cả 7 ngày tới, những ngày mưa sẽ đan xen với những ngày nắng. Trong ngày thứ 3 và ngày thứ 4 tuần này thì trời sẽ có mưa xảy ra bất chợt trong ngày từ ngày thứ năm tới cuối tuần trời sẽ chủ đạo là nắng. Chủ nhật do có không khí lạnh về trời sẽ chuyển mưa. Sang đến thứ hai mức nhiệt trong ngày cũng giảm mạnh 7 độ xuống còn 23 độ vào buổi trưa. Còn về đêm thấp nhất sẽ là 19 độ. Quý vị chú ý bảo vệ sức khỏe trong những ngày thời tiết có sự thay đổi như vậy. Trong 7 ngày tới tại Quảng Nam có đến 6 ngày là trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 28 cho tới 32 độ. Mưa nhiều nhất là vào ngày thứ hai tuần sau, bởi vậy nhiệt độ cũng không cao, giữa trưa chỉ vào khoảng 27 độ, tiết trời dịu mát. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên, ngày mai sáng đến đầu giờ chiều trời nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Giang Nghĩa hay là Buôn Ma Thuột vào khoảng 30 cho tới 31 độ. Về chiều mưa rông vẫn có khả năng xảy ra tại thành phố Đà Lạt dịp này nhiệt độ cao nhất ban ngày vào khoảng 21 cho tới 23 độ tối và đêm nhiệt độ giảm nhanh xuống còn 14 cho tới 16 độ quý vị chú ý lựa chọn trang phục cho phù hợp để giữ gìn sức khỏe lưu ý thêm vào các ngày thứ ba thứ sáu và chủ nhật tuần này sẽ có thể có mưa xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối Quý vị ở thủ đô Hà Nội cần chú ý bổ sung nhiều vitamin C để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khi thời tiết trong gặp 7 ngày tới có nhiều thay đổi. Ngày thứ 3 và ngày thứ 4 tuần này trời vẫn sẽ còn có mưa với mức nhiệt cao nhất vào khoảng 25 cho tới 27 độ. Nhưng từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 trời dứt mưa, chuyển nắng nhiều và thời tiết ấm lên rõ khi nhiệt độ tăng lên cao nhất đạt 29 cho tới 30 độ. Chủ nhật do có tác động của không khí lạnh nên tiết trời thủ đô lại mưa lạnh, nhiệt độ giảm dần xuống còn 25 độ và rồi là 20 độ vào ngày thứ hai tuần sau. Thậm chí đêm ngày thứ hai còn rét với mức nhiệt chỉ vào khoảng 17 độ mà thôi. Trong cả 7 ngày tới tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng lên đều từ sáng cho tới chiều, nắng lên mạnh kéo theo nhiệt độ ban ngày tăng cao, cao nhất sẽ đạt 33 cho tới 34 độ, đi lâu ngoài trời sẽ cảm thấy khá nóng. Không chỉ vậy mà trời còn khô với mức ẩm giữa trưa chỉ vào khoảng là 51 cho tới 56%. Quý vị nên uống nhiều nước, tăng cường vitamin từ trái cây, rau củ để giữ gìn sức khỏe. Lưu ý thêm về chiều tối nhiều ngày sẽ dễ xuất hiện mưa rông. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.